Thuốc chữa tiểu đường type 2, Vindagliptin. Vindagliptin là thuốc gì? Cơ chế tác dụng như thế nào? Vindagliptin là thuốc dùng để điều trị tiểu đường type 2. Nó thuộc nhóm ức chế men DPP4. Về cơ chế tác dụng của Vindagliptin, Vindagliptin có tác dụng ức chế men DPP4, qua đó kích thích tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn và giảm lượng glucagon ở gan, do đó dẫn đến làm giảm lượng đường huyết ở trong máu. Vindagliptin được dùng cho những ai? Thuốc Vindagliptin được dùng cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2, cụ thể những trường hợp sau. Thứ nhất là đối với những bệnh nhân không dung nạp hoặc chống chỉ định dùng metformin. Thứ hai là những bệnh nhân dùng metformin nhưng vẫn chưa kiểm soát được lượng đường huyết. Thứ ba là đối với những bệnh nhân đang dùng các thuốc điều trị tiểu đường khác nhưng vẫn không kiểm soát được lượng đường huyết. Ngoài ra, Vindagliptin cũng có thể được sử dụng cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do bia rượu hoặc người bị bệnh tim mạch. Vindagliptin chống chỉ định cho những ai? Thứ nhất là không được dùng Vindagliptin cho những người bệnh nhân đái tháo đường type 1 hoặc để điều trị nhiễm toan seton do đái tháo đường. Thứ hai là không khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân bị suy gan. Thứ ba là không khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi. Thứ tư là không khuyến cáo dùng cho bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp. Thứ năm là không khuyến cáo dùng cho bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú. Thứ sáu là đối với những người suy tim độ 4. Thứ bảy là những người tăng men gan trên gấp 3 lần giới hạn bình thường. Những lưu ý khi sử dụng Vindagliptin. Thứ nhất là Vindagliptin chỉ có tác dụng hạ đường huyết, không có tác dụng chữa khỏi bệnh đái tháo đường. Thứ hai là khi dùng Vindagliptin, bạn nên theo dõi lượng đường huyết thường xuyên. Thứ ba là bạn nên theo dõi men gan định kỳ trong máu. Trong quá trình sử dụng Vindagliptin, nếu men gan tăng gấp quá 3 lần bình thường hoặc có dấu hiệu rối loạn chức năng gan thì bạn phải ngừng thuốc ngay. Thứ tư là bạn cần điều chỉnh liều đối với những người bị suy thận. Những tác dụng phụ của Vindagliptin và tương tác thuốc. Tác dụng phụ phổ biến là tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng, nhức đầu và chóng mặt. Những tác dụng phụ ít gặp như viêm tụy cấp, phù mạch, hạ đường huyết, tăng men gan, ngứa, nổi mề đay. Những tác dụng phụ hiếm gặp như suy gan, viêm gan, mạch nhanh, hạ huyết áp. Những tương tác thuốc đối với khi sử dụng Vindagliptin. Vindagliptin ít tương tác với các thuốc khác, chỉ lưu ý khi sử dụng chung với các thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc corticoid và thuốc cường giao cảm. Thuốc Vindagliptin uống khi nào và liều lượng bao nhiêu? Vindagliptin có thể uống cùng hoặc không cùng với bữa ăn, nên dùng Vindagliptin 2 lần mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối. Liều dùng thường dùng 50mg mỗi lần và tổng một ngày là 100mg.